Xin chào các bạn, hôm nay Phương sẽ quay video hướng dẫn các bạn cách làm hình chibi này. Phương sẽ hướng dẫn từng phần để các bạn có thể hiểu rõ và hình dung được. Trước tiên Phương sẽ hướng dẫn làm tóc của cô dâu này. Cái quy tắc trong tranh giấy xoắn thì các bạn khi các bạn làm tóc thì các bạn sẽ làm theo cái hướng của tóc. Đây, chúng ta sẽ làm đặt những cái mũi xoắn theo cái hướng như thế này. Bên đây cũng như vậy. Và tới đây, tóc búi ngay đây của cô dâu thì chúng ta sẽ đi theo cái hướng như thế này. Rồi, tiếp theo tóc ở dưới đây chúng ta cũng đi theo cái hướng như thế này ha. Rồi, bên đây tóc chú rể Phương sẽ nói sơ. Tóc chú rể chúng ta sẽ đi theo hướng ngay đây, chúng ta sẽ bắt ngay đây. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào làm nha. Trước tiên thì chúng ta xoắn màu đen ha. Phương sẽ nhắc lại một chút xíu về cái kỹ thuật này. Tại vì kỹ thuật này là kỹ thuật xoắn đều. Thì trên YouTube của Phương có cái video hướng dẫn kỹ thuật xoắn đều. Thì các bạn chưa rõ, các bạn có thể lên xem. Đầu tiên chúng ta cây xoắn này chúng ta có một cái khe nhỏ ha. Và chúng ta dùng hai tay cầm sợi giấy chừa ra khoảng 1 mi. Nhét cái sợi giấy vào trong cái khe nhỏ của cây xoắn, chúng ta sẽ tạo ba cái khuôn. 1 2 3 ngón như thế này. Ba cái khuôn này sẽ giữ và làm cái khuôn cho cái mũi xoắn của chúng ta đẹp. Khi chúng ta xoắn thì chúng ta cầm cây xoắn xoay vào trong người mình. Và ba cái khuôn này thì cầm nhẹ nhàng thôi, đừng có bóp chặt vô nha. Chúng ta sẽ xoay đến hết sợi nha các bạn. Rồi, chúng ta sẽ bung nó ra. Bung ra hết nha các bạn. Đây. Cái này là trong kỹ thuật xoắn đều. Cái video hướng dẫn xoắn đều của Phương có nha. Các bạn lên xem lại kỹ dùm Phương. Ở đây Phương chỉ nói sơ qua thôi, Phương không có đi vào chi tiết như cái video đó. Cái đây là cách cầm cái nhíp cong. Cái nhíp thẳng hay nhíp cong thì chúng ta vẫn sử dụng được nha các bạn. Đây là cái cách cầm này. Rồi, bây giờ giống như nãy Phương đã hướng dẫn, chúng ta sẽ đặt những cái múi theo cái hướng của tóc. Đây. Như thế này nha. Rồi, chúng ta dùng dây keo sữa. Keo sữa thì khi các bạn mua về chưa có cắt. Keo sữa này là Phương đã cắt rồi nè. Đây. Đây. Các bạn cắt một lỗ nhỏ thôi nha. Cắt lỗ bự quá, keo sữa ra nhiều sẽ không có đẹp. Chúng ta sẽ trét xuống nền nha. Phương sẽ cắt thêm một tí nữa. Đây. Các bạn cắt cái vị trí muối của các bạn muốn đặt vô ha. Chứ các bạn đừng trét hết nha, nếu các bạn trét hết thì nó sẽ khô và nó không có đẹp ha. Mình chỉ trét cái vị trí muối mà mình muốn đặt vào thôi. Đây, như là cái muối của Phương ha, nó dài bao nhiêu đây thì Phương ước lượng và Phương trét thôi. Thì các bạn thấy đuôi tóc này nè, nó có hình nhọn nè ha. Phương sẽ bóp nhọn, nhọn nhẹ thôi nha các bạn. Rồi. Rồi, sau đó Phương đặt vào. Các bạn chú ý quan sát kỹ cái tay Phương cầm cây nhíp ra sao nha. Thì các bạn mới làm được. Các bạn mà không để ý kỹ là các bạn không làm được đâu. Khi mà mình nhé xuống thì tay mình phải vịn. Vịn giữ khoảng 2 đến 3 giây thì nó mới dính ha. Rồi Phương đã có muối đầu tiên rồi, các bạn xem nha.
tại cái này là màu đen, mà cái form màu đen nữa nên nó khó thấy lắm. Rồi các bạn tập xoắn thử nha. Rồi tiếp theo Phương sẽ lấy màu nâu nha. Đây là màu nâu. Đây các bạn nhìn thấy những sợi tóc này nó có những cái chữ V như thế này. Thì mình sẽ nhập vào. Nhập đôi sợi giấy này nha các bạn. Rồi mình cầm lên mình trích keo nha. Mình đặt vào. Đặt vào thì mình phải dịnh nha các bạn. Các bạn lưu ý nha, vì đây là tranh xoắn đều nên là Phương mới trét keo nhiều như vậy. Nhưng mà nếu như là tranh này là tranh đi sợi thì chúng ta không có trét keo nhiều như vậy nha. Chúng ta sẽ dùng diếp ấy bớt keo ra. Một lát những cái chỗ keo này nè, các bạn đừng có lo là sẽ có cái muối sắn, chúng ta che lên ha. Rồi chúng ta chuẩn bị thêm một ít màu đen nha. Rồi. Cái việc mà xoắn như thế này thì lúc nãy cô đã hướng dẫn rồi ha. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn hình ha, có một đường như thế này chúng ta đặt vào. Đây, Phương quay camera gần cho các bạn xem nha. Đó, ha. Chúng ta chấm keo. Ít thôi nha các bạn, đừng để lem ra mặt của cô dâu nha. Sao không có đẹp nha. Rồi, chúng ta cũng vậy, tạo chi tiết nhọn ha. Đây là hai múi của Phương ha. Và bây giờ Phương sẽ, tại vì quay cái video này nếu mà dài quá thì sẽ rất là lâu, các bạn xem cũng thấy chán, nên là Phương sẽ nói ngắn gọn lại để diễn tả cái cách làm cho các bạn hiểu ha. Cũng tiếp theo chúng ta sẽ làm một cái múi bóp nhọn đầu đặt ngay đây tới đây ha. Và sau đây sẽ là làm một cái màu nâu ha. Rồi ngay đây cũng vậy, chúng ta sẽ một cái muối ha. Rồi bóp nhọn ngay đây, phần đầu này là vuông ha, chúng ta để cái đầu ngay đây ha. Chúng ta nói chung là chúng ta sẽ đặt theo hướng của nó và tạo hình ha. Rồi bây giờ các bạn cùng bắt tay vào làm nha, chút xíu nữa chúng ta cùng Phương sẽ hướng dẫn tiếp những cái phần mà khó hơn ha. Rồi, Phương đã làm được thành phẩm bao nhiêu đây rồi ha, các bạn xem. Tại vì cái này là màu đen, mà cái muối, cái tóc á, cái màu mình sử dụng cũng đen nên là nó hơi khó thấy nha các bạn. Đó, là Phương đã làm ra màu nâu nên là ở đây chúng ta thấy có một cái lằn chữ V đây nè. Đó. Rồi ở đây Phương cũng tạo ra một cái lằn chữ V nữa ha. Nhưng mà ở đây là cái phần khó. Hồi nãy giờ Phương chỉ hướng dẫn các bạn là xoắn đều tạo thành cái muối, sau đó sẽ bóp nhọn và đặt vào ha. Nhưng mà đây là tới phần khó nên là Phương sẽ quay cái phần này ha. Phương sẽ dùng cái cây xoắn tạo một cái muối xoắn nữa. Sau đó Phương cũng sẽ bung ra, nhưng bung ra lần này chúng ta sẽ tạo hình khác nha. Đây, Phương sẽ quay gần cho các bạn xem.
Các bạn thấy cái ngay đây là nó sẽ một cái đầu nhọn nè ha. Cái này là hình vuông nè đúng không? Ngay đây cũng vậy, bên đây cũng vậy nè. Cái phần này là hướng nhọn nè, cái này là hình vuông nè ha. Rồi bây giờ Phương sẽ hướng dẫn tại sao mình lại làm được như vậy. Để tạo được một cái đầu nhọn thì các bạn phải kẹp cái nhíp như thế này, chừa ra một cái phần muối ngay đây nhìn tay Phương nè ha. Rồi tạo ấn cho nó vuông. Này, Phương sẽ quay cận cảnh nha. Đó, bây giờ nó đã có một cái đầu vuông rồi ha. Rồi đầu bên đây chúng ta sẽ dùng tay bóp nhọn nè. Đó. Phương sẽ đưa vào nền trắng cho các bạn thấy rõ. Màu đen khó thấy quá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ dán vào ha. Dán vào cũng đơn giản thôi, chép ít keo thôi. Rồi, chúng ta sẽ đưa cái đầu nhọn vào nha. Đây. Đó, thấy không? Các bạn thấy không? Phương đã có đây một cái đầu nhọn nè. Đây là một cái đầu vuông ha. Rồi, chúng ta dùng cái nhíp chỉnh sửa lại thôi. Nếu mà cảm thấy hài lòng rồi thì chúng ta không còn chỉnh gì hết. Đó, các bạn thấy chưa? Rồi bây giờ Phương các bạn cùng tập làm những cái hoàn thiện cái tóc này và Phương sẽ quay ha. Tiếp theo là các bạn sẽ làm như thế này. Đây là chúng ta sẽ làm một cái mũi bóp đầu nhọn ngay đây, chạy dài tới đây ha. Còn ngay đây là chúng ta bẻ gặp đôi màu nâu lại, đặt ngay đây ha. Rồi còn cái này chúng ta bóp một đầu nhọn và một đầu vuông ha. Rồi từ đây đến đây, đến hết tóc này luôn là làm y vậy. Và các bạn làm đi, sau đó Phương sẽ quay video hướng dẫn tiếp cái phần tóc đây ha. Rồi xin chào các bạn. Xin chào các bạn, Phương đã quay trở lại rồi. Và đây là thành phẩm của Phương. Như là các bạn vừa thấy là ở đây Phương nó thể hiện lên những cái hình chữ V nè. Rồi, đây là thành phẩm của Phương. Rồi, bây giờ tới phút khó rồi, Phương sẽ hướng dẫn các bạn làm tiếp nha. Bây giờ Phương sẽ nói lại là đây, ngay đây chúng ta đặt muối chạy lên đây ha. Rồi sau đó từ đây chúng ta sẽ đi tới đây ha. Rồi bây giờ Phương sẽ hành cho các bạn xem. Rồi. Mình check keo nha các bạn. Chúng ta chỉ làm những cái chữ V nào mà nó nổi thôi nha. Những chữ V nào mà nó nhỏ thì chúng ta bỏ qua bớt. Chúng ta không phải làm hết. Rồi các bạn xem nha. Tiếp theo Phương cũng đặt một cái muối y vậy nha. Mình cứ nhìn theo cái hình ha, nó đi hướng nào thì mình sắn cái muối đi hướng đó thôi thì sẽ ra và đẹp thôi các bạn. Đây, cái hướng này nó đi lên, cái muối này đi lên nè, hướng này nó chạy lên như thế này nên là Phương sẽ bẻ cái muối này cong lên các bạn thấy nha. Nhìn để cái tay Phương làm nha. Và cái muốn làm đẹp, cái này đẹp thì các bạn phải học kỹ thuật sắn đều. Cái kỹ thuật mà Phương đã hướng dẫn bên trên YouTube của Phương. Ha, các bạn vào YouTube gõ Phương Willin thì sẽ ra cái kênh YouTube của Phương. Và cái ảnh đại diện kênh YouTube Phương là cái hình chibi ha. Các bạn vào xem và chúng ta sẽ học cái kỹ thuật đó cho cứng ha, chúng ta mới làm đẹp được.
Đó, các bạn thấy là những cái múi sắn của Phương đã đi hướng lên rồi đó, thấy không? Rồi, tới đây chúng ta sẽ không xài nguyên múi nữa, mà chúng ta sẽ ấy nửa múi, là chúng ta sẽ cắt sợi giấy này ra làm phân nửa, dùng cây xoắn xoắn. Lý do mà Phương không có xài nguyên sợi nữa là cái này nha, nó nhỏ quá, nó đâu có dài đâu. Các bạn xài nguyên sợi sẽ phí đó ha. Đây. Bên Phương thì có bán dụng cụ và giấy luôn nha. Các bạn vào trang Facebook của Phương Willin và các bạn xem nha. Khi dán thì Phương thường đè vậy nè, bạn cho nó dính nha. Chứ mình dán xong mình bỏ cho nó muốn chạy đâu nó chạy thì nó sẽ không có dính. Sau khi dán xong mình sẽ chỉnh lại, nhiều khi nhíp chỉnh lại theo cái đường mà mình muốn ha. Rồi các bạn nhìn kỹ nha, đó, nó đã đi theo cái hướng rồi ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm và lát nữa chúng ta sẽ chiêm ngưỡng cái thành phẩm của mình nha. Rồi, Phương đã làm tới đây rồi. Cái hướng đi đúng như cái hình luôn nha các bạn. Ở đây sở dĩ là Phương không làm những cái chữ V màu nâu này, lý do là nếu như Phương làm những cái chữ V màu nâu này á thì nó sẽ rất là khó làm, tại vì những cái chữ V này nó nhỏ quá, nó mờ quá, mình khó làm lắm ha. Tóc chibi mà các bạn xoắn đều thì sẽ dễ làm hơn là tóc chibi mà các bạn đi sợi. Những cái bạn nào mà mới làm bước đầu tiên của tranh giấy thì Phương sẽ không bao giờ mà Phương hướng dẫn làm chibi mà đi sợi hết, tại vì các bạn sẽ không biết làm. Cái đó đòi hỏi là chúng ta phải cứng trong cái tranh giấy xoắn này, và chúng ta phải biết tiết chế keo thì chúng ta mới làm được. Nên là Phương sẽ không bao giờ hướng dẫn cái kỹ thuật đó, và Phương sẽ hướng dẫn là các bạn xoắn đều sẽ dễ hơn. Rồi, giống như nãy Phương nói ha, làm tới đây rồi thì cái hướng đi của múi này sẽ như vậy. Rồi, khúc dưới này chúng ta cũng sẽ xoắn. Xoắn tới đây chúng ta chừa ra bông ra nha, xoắn tới đây chúng ta chừa ra bông ra, xoắn tới đây, một múi này ngay đây ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng làm. Và sau khi Phương hoàn thành xong tóc của cô dâu thì Phương sẽ chụp một tấm ảnh và để ở cuối video các bạn xem cái thành phẩm của Phương ở cuối video nha. Bạn nào làm tóc chibi hình này xong thì nhớ up lên ở dưới comment cho Phương xem với nha. Và có góp ý gì thì mong các bạn góp ý để mình có thể hướng dẫn các bạn tốt hơn. Xin chào các bạn.